Mùa thu lá bay anh đã đi rồi. Kim Anh là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại hồi những năm thập niên 1980. Cô sở hữu giọng ca khàn nhưng đặc biệt truyền cảm, trong đó Mùa thu lá bay là nhạc phẩm đã đưa tên tuổi cô trở nên nổi tiếng, trở thành một hiện tượng vào năm 1983. Tuy nhiên, ở tuổi xế chiều, cô phải sống một mình nơi đất khách quê người trong sự thiếu thốn, không con cái chăm sóc. Ca sĩ Mùa thu lá bay Kim Anh vật vã tự cai nghiện thành công, tuổi già cô độc không người thân. Mạch Kim Anh, sinh năm 1953, thường được biết đến với nghệ danh Kim Anh, là một nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa, thuộc thế hệ ca sĩ trưởng thành sau năm 1975 tại hải ngoại. Cô đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình, được nhiều khán giả yêu thích. Kim Anh từng tiết lộ ca khúc Mùa thu lá bay cứ mỗi tuần mang về cho cô mười mấy nghìn đô la. Thành công là thế, nhưng cuộc đời Kim Anh gặp không ít sóng gió. Cô từng sa vào con đường nghiện ngập, sau đó phải ở nhà thuê, về già lại chịu bệnh tật và cô đơn. Nhưng bằng một nghị lực phi thường, cô đều có thể vượt qua mọi thử thách. Sự mạnh mẽ của Kim Anh có lẽ bắt nguồn từ tính cách lúc còn nhỏ của cô. Kim Anh có phần mạnh mẽ như đàn ông, cô cao, thông minh và tinh nghịch. Năm 1969, Kim Anh nhận được một học bổng đi Hoa Kỳ học kế toán trong lúc nhiều cô gái, thậm chí nhiều người còn ở cấp phổ thông hoặc đã đi làm cho một cơ quan hành chính thời ấy có nằm mơ cũng chẳng được. Năm 1975, khi Kim Anh đã ở Hoa Kỳ và tốt nghiệp khóa kế toán thì không làm công việc mình học, mà lại nhận lời đi làm thông dịch cho một ông chủ gốc Hoa có nhà hàng lớn ở Embridge ở Washington DC. Việc của Kim Anh là thông dịch tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Hoa, và ngược lại cho một ban nhạc người Việt mới sang Hoa Kỳ cộng tác với ông chủ nhà hàng. Với nhiệm vụ thông dịch, hàng ngày Kim Anh tiếp xúc thường xuyên với anh em trong ban nhạc. Mỗi khi họ tập hát, Kim Anh lại nổi hứng cất giọng hát nghêu ngao như lúc còn ở quê nhà. Anh trưởng ban nhạc thấy giọng cô gái lạ, bảo cô hát thử một bài nghe chơi. Và kết quả cả ban nhạc nhìn nhau ngẩn ngơ. Hóa ra trong ban nhạc còn có cô ca sĩ cây nhà lá vườn hát hay như vậy. Ngay lập tức Kim Anh vừa làm thông dịch, vừa kiêm luôn ca sĩ và là ca sĩ nữ duy nhất của ban nhạc hát hàng đêm của sân khấu nhà hàng. Khách hàng đến đây phần nhiều là đến để nghe cô ca sĩ lạ hoắc, cao kiều, mắt mục mí, gương mặt hồn nhiên, trong sáng dễ thương và đặc biệt có chất giọng khàn đục nhưng quyến rũ người nghe. Đến năm 1977, Kim Anh có một người bạn ca sĩ ở New York đề nghị cô lên đây sống và đi hát với tư cách là một ca sĩ độc lập, tự ca, tự quản. Kim Anh vốn thích đi nên nhận lời ngay và cô đã hát cho một nhà hàng người Hoa ở New York, tất nhiên hát nhạc Hoa và nhạc nước ngoài. Tại đây Kim Anh đã hát như một ca sĩ chuyên nghiệp và hai bài hát Mùa thu lá bay, Máu nhuộm bến Thượng Hải mà cô hát cả bằng tiếng Hoa lẫn tiếng Việt đã đưa tên tuổi của Kim Anh lên hàng ca sĩ ngôi sao. Và khi nói đến Kim Anh, người ta luôn gắn với Mùa thu lá bay. Biến cố dẫn đến nghiện ngập. Thành công chẳng bao lâu, vào năm 1978, cô gặp phải một tai nạn xe thập tử nhất sinh trong một cơn bão tuyết. Kết quả phải khâu tổng cộng hơn 600 mũi trong 3 năm nằm viện. Không chỉ vậy, lưỡi cô cũng bị đứt, khuôn mặt biến dạng, tay chân không cử động được. Vì quá đau đớn, cô chấp nhận tiêm chất kích thích để cắt cơn đau và bất đắc dĩ cô đã trở thành một người nghiện. Năm 1982, cô nhận được tin của gia đình từ quê nhà gọi sang cho biết người cha của cô đang hấp hối. Ông chỉ mong được nhìn thấy mặt con gái và nghe giọng nói của cô mới yên lòng nhắm mắt. Vì ở quá xa mà điều kiện sức khỏe lại không cho phép nên cô không thể về thăm cha được. Vì thế Kim Anh quyết định thu âm bài Mùa thu lá bay để gửi về Việt Nam cho cha mình nghe, thay cho lời nói của đứa con gái xa xứ. Nhưng cuốn băng cassette đó đã về chậm, cha của cô đã mất được 3 ngày, má Kim Anh đã cầm nó đến gần chỗ ông cụ và ghé tai nói với ông rằng con nó không về gặp ông được, nhưng cũng đã gửi cuốn băng thu giọng hát thay cho giọng nói của con. Thôi, ông yên lòng nhắm mắt ra đi, để cho con không tủi thân nơi đất lạ quê người. Lạ thay, ông cụ nghe xong từ từ khép mắt lại, chỉ còn đọng một giọt nước mắt đã khô dưới quần mắt. Sau khi cha mất, Kim Anh đau đớn nên càng sa chân vào con đường ma túy. Nhưng một điều đặc biệt là dù dính vào ma túy, Kim Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình cứ như thế mãi thì không nên bước lên sân khấu,
không đáng để được nhận những tràng vỗ tay tán dương của khán giả hàng đêm, nên cô đã quyết định ngừng đi hát. Ai mà cô cũng từ chối, dù thời điểm đó Kim Anh đang là ngôi sao sáng của nhiều vũ trường, ba. Năm 1988, Kim Anh quyết định từ Hoa Kỳ đến Pháp, cô muốn cai nghiện cho bằng được. Sang Pháp, cô sống cùng một bà cụ, nhà ở trong nghĩa trang quân đội của thế giới đệ nhị. Vì khu đó ở tách biệt thế giới bên ngoài sẽ rất tốt cho việc cai nghiện. Nhưng quá trình từ bỏ thứ gây nghiện cực mạnh đó cũng đầy đau đớn và khó khăn với Kim Anh. Cô kể, ở đó chưa lâu tôi lại lên cơn vật, tôi vật vã, đau đớn, sùi cả bọt mép. Bà già không biết tôi bị nghiện nên cứ nghĩ tôi bị trúng gió. Tôi ngất liệm đi 3 tiếng sau mới tỉnh lại thì thấy bà đang cạo gió. Sau đó tôi lấy gói bột trắng ra rồi đi vào toilet ngồi trong đó rất lâu. Một tiếng đồng hồ sau, tôi quyết định trút toàn bộ gói bột trắng trị giá 1.000 đô vào bồn cầu. Khi nhấn nút xả nước, tôi bật khóc như mưa. Lúc đó tôi thấy tủi thân lắm, không ngờ cuộc đời mình lại có lúc như vậy. Tôi cứ thế ngồi lặng im khóc một mình trong toilet. Nhưng vừa bước ra khỏi toilet thì cơn nghiện lại ập đến, khiến tôi giật đùng đùng, sùi bọt mép, chân tay co quắp rất khổ sở. 3 tuần liên tiếp, cứ 3 tiếng, tôi lại lên cơn một lần. Mãi cho đến tuần thứ 3, khi ho ra máu thì tôi mới thở được. Trong 3 tuần đó tôi khổ sở kinh hoàng, tối đến tôi toàn phải ngủ đứng, không nằm xuống được. Dù đau đớn, vật vả là thế, nhưng với sự cương quyết và nghị lực phi thường, sau 8 tháng lưu trú tại đây, Kim Anh đã tự cai được cơn nghiện thành công mà không phải nhờ đến ai cả. Mối tình chóng vánh. Và cũng trong thời gian 8 tháng sống tại Pháp, Kim Anh đã gặp được người đàn ông thứ hai của cuộc đời mình. Đó là một nam diễn viên kịch người Việt lai Pháp hơn cô đúng 10 tuổi. Ông đã từng có gia đình, có 2 con gái sinh đôi và đã ly dị vợ. Kim Anh và người đàn ông đã sống với nhau những ngày hạnh phúc. Nhưng có một lần, người đàn ông đã nói một câu chạm vào lòng tự ái của cô. Vậy là cô quyết định lẳng lặng mua vé máy bay về Hoa Kỳ, chấm dứt một tình yêu chóng vánh. Khi đó, Kim Anh đang mang thai đứa con trai của 2 người. Sau khi về lại Hoa Kỳ, Kim Anh đi sống lại một cuộc đời mới. Cô vẫn đi hát thường xuyên và sinh con. Năm 1991, Kim Anh trở về Việt Nam lần đầu tiên sau hơn 20 năm rời quê hương. Rồi cô trở lại Mỹ và tiếp tục sự nghiệp đi hát, và dần dần người ta ít thấy cô xuất hiện hơn xưa. Ngoài những lần góp mặt trong một số chương trình video của Trung tâm Asia vào những năm giữa thập niên 90. Đến năm 2005, Kim Anh mới xuất hiện trở lại sau hơn 10 năm vắng bóng. Cô lại góp mặt trong các chương trình của Trung tâm Asia, bắt đầu từ Asia 48 với ca khúc Nắng Chiều. Và ca khúc xuất hiện cùng cô nhiều nhất vẫn là Mùa Thu Lá Bay. Từ năm 2007, Kim Anh trở về Việt Nam và bắt đầu cộng tác với một số phòng trà ca nhạc. Cô tâm sự, với tôi hạnh phúc hiện tại là sống không đa nghi, hoàn toàn tin tưởng mọi người xung quanh. Tôi không còn ấp ủ gì trong nghề, tôi chỉ mong hát đến một ngày nào đó khi nằm xuống, mặt tôi vẫn tươi. Tôi cũng muốn đi tới những nơi chưa từng tới, hát cho khán giả nghe dù chỉ một câu. Tôi luôn xúc động khi người mộ điệu yêu cầu bài Mùa Thu Lá Bay. Mỗi lần cất lên, tôi lại nhớ về người bố của mình, người đàn ông có ảnh hưởng nhất với tôi. Cuối năm 2021, ca sĩ Kim Anh bị đột quỵ. Theo ca sĩ Quang Thành, bạn thân của Kim Anh, sức khỏe nữ ca sĩ đã ổn hơn, song khó có thể trở lại như xưa. Anh cũng cho biết, ca sĩ Kim Anh là mẹ đơn thân hơn 30 năm qua. Con trai cả lập gia đình, hiện đang sống tại Nhật và mất liên lạc đã 10 năm. Con trai út lần cuối cùng liên lạc cách đây 1 năm, lúc đó sống tại Reno. Mùa dịch hơn 1 năm qua, không biết chuyện gì xảy ra mà đến nay vẫn bật vô âm tín. Vì không gia đình, anh em ruột, con cái, nhà cửa, tài chính nên chị được hỗ trợ từ chính phủ trong việc cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, sắp tới là trung tâm phục hồi chức năng, cho đến khi tình trạng sức khỏe tốt hơn. Có sự nghiệp thăng hoa, nhưng cuộc đời của Kim Anh trải qua nhiều thăng trầm. Hiện nay ở tuổi 70, Kim Anh lại sống trong cảnh nhà thuê, kinh tế eo hẹp, xa con cái.